Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 11 tháng 3 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có tiếp tục lớp học kinh với chúng xuất gia. Chúng ta đang học nghi thức công phu sáng năm đệ lăng nghiêm với chủ đề là sen nở ban mai, và chiều nay là kỳ thứ 17. Cách đây 15 năm, tức là năm 2006, phải không? 15 năm trước là 2006. Thì lúc đó thầy Huệ Tạng mới có 10 tuổi. Gọi qua cho thầy: "Thầy ơi, hôm nay con 10 tuổi rồi. Tháng 3 này nè, ngày hôm nay tháng 6 con lên, con đi tu với thầy." Lúc đó 10 tuổi thôi. Bây giờ là 15 năm. Ta bây giờ là 25 tuổi. Thưa đại chúng, Pháp Hòa ở nhà bữa nay nữa là đúng một năm. Mình ở nhà nhưng mình đâu có rảnh, phải không? Bây giờ tính ra là một ngày là mình chỉ nghỉ có ngày thứ hai thôi. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật mình đều có học, mình đều có pháp thoại hết. Cho nên một ngày nào cũng phải có một buổi học. Đó là cái niềm hạnh phúc của mình, khi mình có thể sắp xếp được thời gian để cùng học hỏi, trao đổi, sắp tấn với nhau trên đường tu tập. Thì mong rằng chúng ta có nhiều cơ hội như vậy, tại vì còn rất nhiều thứ chúng ta phải học. Bây giờ mình mở chú Lăng Nghiêm đệ nhất, tức là đệ nhất hội. Mình học tới câu thứ 98. Hôm trước mình học câu 97 rồi, phải không? Hôm nay mình học câu 98. Cái này mình nói vậy nó còn khó hơn nói kinh nữa. Kinh là quyển kinh mình có sẵn rồi, mình đọc vô mình hiểu liền nói gì rồi mình có thể mình chú giải. Mà cái này còn khó lắm, tại mình phải tra rất là nhiều thứ. Tra bên chữ Phạn Sanskrit, rồi tra bên tiếng dịch, đủ thứ hết mới mò mẫm ra được những cái nghĩa nào nó cô đọng nhất, dễ dàng nhất cho đại chúng. Cho nên một buổi học như vậy, mình học tiếng chứ phải ngồi mà mò mẫm tra cứu nó là khoảng 3 tiếng trở lên. Cho nên thường là những ngày học này là trưa cái rồi là bắt đầu vô là phải chuẩn bị. Rồi có những cái chữ nó rất là khó mà mình không biết làm sao mình để nó vô cho nó phù hợp. Thầy mới tìm ra được cái bản tiếng Anh. Thầy rất là vui. Thì vì sao? Tại vì muốn in ra cho mấy thầy, để mấy thầy làm tài liệu. Rồi bây giờ mình học câu 98 là Ô cát, phải không? Ở trong đây để là gì? Ô kiết ni ô đà ca ra nhã xà. Tức là đây là giải tất cả những loại độc. Đây là lửa, thần lửa là chữa nhiệt, mà cái nhiệt này nó có khả năng thiêu đốt. Hôm trước mình học á, mình nói lửa đó thì có thể thiêu đốt. Thí dụ như lửa đốt không bất cứ cái gì, lửa cũng có thể đốt. Thì người tu á, mình phải có một loại lửa nhiệt huyết, the heat of intention. Thường thường cái người nào mà người ta có tấm lòng quá mãnh liệt, người đó có cái nhiệt huyết rất lớn. You have a very warm intent. Mình phải có cái lửa đó nó nung nấu. Mặc dù ở một cái dạng khác cái lửa là tượng trưng cho sân si, nhưng ở đây á, ở mặt tích cực á,
thì lửa khi mà nó nóng lên, nấu lên, thì tất cả các thứ đều được chín, được sôi. Thì người tu mình phải đốt lên trong người mình một ngọn lửa quyết tâm. Mình phải light up cái ngọn đèn đó và keep nó alive, giữ nó sống. Cái ngọn lửa đó mình phải mồi lên và luôn luôn giữ nó. Cho nên trong cái trường hợp này, lửa là tượng trưng cho nhiệt huyết. Và có cái lửa này thì nó thiêu đốt hết tất cả các thứ. Abhadra thị đa kumara, dịch là vô năng thắng. Đức Phật và Đức Bồ Tát Di Lặc á, ngài, cái tên thật của ngài á, là Ajita Maitreya. Ajita mình âm là A Dật Đa, nhớ không? Trong kinh đó, Đức Phật hay gọi này A Dật Đa. Thì chữ A Dật Đa đó là phiên âm từ chữ Ajita, nghĩa là Ajita là gì? Là vô năng thắng. Còn Maitreya mình âm là Di Lặc. Di Lặc nghĩa là từ thị. Cho nên tên của ngài Di Lặc mà gọi đủ là Ajita Maitreya, vô năng thắng từ thị, hay là từ thị vô năng thắng. Tức là có cái lòng từ bi mà không có cái từ bi nào hơn được nữa. Không có cái gì mà có, không có cái gì có thể thắng được cái đó, gọi là vô năng. Vô năng thắng nghĩa là nothing can be beyond this. Vì vậy mà người ta còn có một cách gọi cái mùa Tết của người Việt Nam, Phật giáo Việt Nam á, chúng ta thường hay chúc nhau là Xuân Di Lặc, đúng không? Mừng Xuân Di Lặc. Di Lặc là một vị Bồ Tát tượng trưng cho hoan hỷ. Và có những nơi người ta không có dùng chữ Xuân Di Lặc, người ta dùng là Xuân Vô Năng Thắng. Xuân Vô Năng Thắng là mùa xuân tuyệt vời, mùa xuân mà niềm vui không có cái nào vui hơn. Cho nên thỉnh thoảng mình sẽ thấy những cái chữ đó xuất hiện trong các chùa, Xuân Vô Năng Thắng. Và mình cũng có thể chúc nhau như vậy: chúc chị có một mùa xuân vô năng thắng, chúc anh có một mùa xuân vô năng. Nghĩa là cái niềm vui không có cái nào vui hơn. Mà vui đó là vui gì? Vui của lòng từ. You have lot of joy this coming year, and the great joys when you have, when you able to cultivate your loving kindness, your compassion. Abhadra thị đa kaumara, tức là tượng trưng cho một cái sức mạnh, gọi là Abhadra thị đa kaumara, vô năng thắng Di Lặc. Maitreya, Ajita Maitreya. Trong kinh nó thường hay gọi Bồ Tát Di Lặc là A Dật Đa, Ajita. Maha Abhadra chiến trì là Đại Nguyệt Quang Bồ Tát. Chữ Maha là great, bự to đó, Maha Tát. Maha Bodhisattva, Maha Tát. Thật cái chữ Maha Tát là mình nói gọn, nói tắt, chứ nói đủ là, nếu mình âm cái chữ đó cho đủ là Maha Bodhisattva, Đại Bồ Tát. Cho nên mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát, con kính lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài là bậc Bồ Tát lớn. Chữ Maha là lớn. Ví dụ như Maha Bát Nhã, the great Pratnya, the great wisdom, the great understanding. Cái gì có Maha là lớn à? Maha rộng lớn diệu kỳ, đúng không? Maha định nghĩa là rộng lớn diệu kỳ. Maha Abhadra chiến trì là, Abhadra chiến trì là nguyệt quang, ánh sáng của mặt trăng, the light of the moon. Maha Điệp Đa là các chúng của hỏa thiên. Maha Đế Xà, hư không thiên chúng, hỏa thiên chúng. Tức là các vị thiên chúng, có những vị nằm bên hỏa thiên, có những vị nào nằm trên hư không. Ở đây là tượng trưng mình nói lên, mình gọi các vị thần, thần hỏa, thần hư không. Chữ hư không là gì? Hư không là tượng trưng cho cái lòng bao dung. Hư không là tượng trưng cho lòng bao dung.
Ví dụ như có một cái bài sớ, mà một cái tờ sớ dân Phật á, Đại Viên Mãn Giác, nhớ không? Ứng Tích Tây Càng, phải không? Tâm Lượng Thái Hư, tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Đại Thiên Mãn Giác tức là chỉ cho Đức Phật. Đại Viên Mãn Giác tức là Đức Phật là người giác ngộ viên mãn. Đại Viên Mãn Giác ứng tích Tây Càng. Chữ càng ở đây là tượng trưng cho trời. Ở trong quẻ dịch á, tám quẻ đó, càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi, thì càng là tượng trưng cho trời, mà khôn là tượng trưng cho đất. Tôi kêu càng khôn. Chữ càng là trời, tượng trưng cho trời mà tượng trưng cho đàn ông. Khôn là đất, tượng trưng cho mẹ, người nữ. Và khi người ta vẽ cái quẻ đó là ba gạch đều là càng. Còn bên này ba gạch nhỏ, nó tách rời ra ba gạch nhỏ là khôn. Và khi ta nói tới càng khôn là ta nói tới trời đất. Đại Viên Mãn Giác, mãn giác ứng tích Tây Càng, tức là Phật là bậc giác ngộ viên mãn, ứng thân ở trời Tây. Trời Tây là ở đâu? Ấn Độ. Tại vì ngày xưa là mình gọi Ấn Độ là Tây Trúc. Tây Trúc. Còn Ấn Độ gọi Trung Quốc, gọi các cái nước phía này là gì? Đông Độ. Phía đông quá. Mình xưng tán Đức Phật Đại Viên Mãn Giác ứng tích Tây Càng, tâm bao thái hư. Cái tâm lượng của Đức Phật rộng như là một bầu trời, rộng như hư không, lượng châu xa giới. Cái lòng độ lượng của Đức Phật trùng khắp cả thế giới, cùng khắp cả cái tất cả những cái cõi giới nhỏ nhất như là hạt cát. Đó là nói lên tấm lòng của Đức Phật, cái tâm của Ngài, cái lượng của Ngài, gọi là tâm lượng. Tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Thì ở đây hỏa là tượng trưng cho cái lòng nhiệt huyết, hư không là tượng trưng cho tâm bao dung. Maha Thế Đa Xà Bà Ra. Maha là lớn ha. Thế Đa Xà Bà Ra là bạch quán quan tự tại. Chữ bạch là màu trắng. Đây là ý nói Đức Quan Âm mặc áo trắng, bạch y Quan Âm. Đại chúng nhớ là Đức Quan Âm thị hiện rất nhiều hình tướng. Không phải ở cái tướng không, mà thậm chí trên tay của Ngài, trên áo của Ngài mặc, và tùy theo cái áo, tùy theo cái tay, tùy theo cái báu vật Ngài ngồi, Ngài cầm, mà chúng ta gọi Ngài tên khác nhau. Ví dụ như Đức Quan Âm mặc áo trắng gọi là bạch y Quan Âm. Đức Quan Âm mặc áo xanh mà có chiếc lá gọi là Thanh Diệp Quan Âm. Hay là có khi mặc áo xanh không là Thanh Y Quan Âm. Còn có khi Ngài đứng trên một chiếc lá gọi là gì? Nhất Diệp Quan Âm. Bây giờ người ta tạo cái hình mẫu Đức Quan Âm á, Ngài cái một chiếc lá lên vậy nè, rồi Đức Quan Âm đứng ở đó, ôm cái, cầm chiếc lá. Tại vì nói là Nhất Diệp là Đức Quan Âm cầm một chiếc lá, hay là với một chiếc lá, thì người ta tạo cái mỹ thuật như thế nào để Đức Quan Âm thể hiện được cái tướng Ngài với chiếc lá. Có khi vẽ một chiếc lá, Ngài ngồi trên chiếc lá đó. Ở trên Tây Thiên á, cái tượng mình để ngay chánh điện mình thờ đó là Nhất Diệp Quan Âm. Thấy cái mẫu không? Đó là chiếc lá. Có khi Ngài cầm nhành dương gọi là Dương Liễu Quan Âm. Mà Ngài cầm tịnh bình thì gọi là Tịnh Bình Quan Âm. Cho nên đây là Maha Thế Đa Xà Bà Ra, Đức Đại Quán Tự Tại, Bạch Y Quán Tự Tại. Đức Quan Âm mặc áo trắng, Ngài phóng cái ánh sáng của người tự tại. Có những người người ta đi, người ta ngồi, người ta ăn, nó tỏa ra được cái ánh, cái năng lực của người thông dong. Tự tại là thông dong, không có ràng buộc. Có nhiều khi mình thành một cái tập khí á, không có chuyện gì cũng gấp, nó quen rồi. Không có ai rủi rượt mình, không có ai hối hả mình, mà mình vẫn cứ lụp chụp. Thì mình biết là tu tập là mình phải có một cái chỉnh. Còn ai trong nhà cũng có một cái máy sưởi hết. Và khi chúng ta cần thì chúng ta phải bật sưởi lên, và sau đó chúng ta phải điều chỉnh.
điều chỉnh tùy theo cái cần của chúng ta. Mình tu cũng vậy, mình phải có một cái, mình phải là một cái nút mình chỉnh được mình. Khi nào cần nhanh, khi nào cần chậm, và thậm chí khi nào cần tắt. Ví dụ mình đi nghe pháp thoại. Đi nghe pháp thoại là lúc đó mình phải tắt. Người tắt cái gì? Trước hết là tắt cái phone. Trước hết là kế đó là mình phải tắt những cái dòng tư tưởng chạy nhảy của chúng ta, để chúng ta đem hết tâm ý mình vào cái buổi pháp đó. Rồi sau khi pháp thoại xong rồi, mình có thể mở on. Rồi có những nơi mình có thể mở on, mở lên, nhưng đừng nó cho nó ra tiếng. Mình phải mở cho nó ở chế độ room vibrate. Có những lúc mình chỉ có thể nhìn cái text người ta gửi cho mình mà mình không thể bấm, là vì cái chỗ đó mình ngồi mà mình dở cái phone ra mình bấm coi không được. Nó biểu lộ rằng mình không có tôn trọng cái buổi nói chuyện của người khác. Ví dụ vậy đó. Cho nên ai cũng có một cái nút hết. Thí dụ như có những lúc mình nóng, nhưng mình phải biết chỉnh cái nóng của mình ở mức độ nào. Có những lúc mình phải bực chứ, mình là con người mà. Nhưng mình bực tới đâu, nói tới đâu thì không có quá đáng, thì tự nhiên người ta dễ nghe, dễ nhận. Mình làm mẹ mình cũng có thể rầy con, nhưng mình rầy ở mức độ nào. Mình làm con mình cũng có thể có những cái lúc mình bày tỏ lại cái bất đồng quan điểm của mình, nhưng ở mức độ nào. Cho mỗi người chúng ta đều có cái chỉnh đó hết, thì mà mình chỉnh được như vậy, cái máy này nó còn work tốt, là tự tại. Còn nếu như mà bật lên hơi hết rồi, không chỉnh gì được nữa hết, máy này là something wrong. Con người mà chỉ có một nước nóng thôi, không còn một cái nước nào nữa, thì máy hư rồi. Nói tôi là nóng dữ lắm, tôi bật lên một cái là thôi, cháy nhà, cháy cửa. Thì mình là một như là mảnh quả diệm diệm một ngọn lửa rất lớn. Cho nên mình là một con người, mình chưa phải là thánh. Mình đang là gì? Mình đang là hiền. Hiền là the one who are working on. You are working on. Mình đang làm việc đó. Thì mình cũng có thể, ví dụ như nhiều khi mình đói quá, nhưng mà công việc gấp quá, đâu có ngồi ăn no được phải không? Kiếm ăn gì bỏ bụng lót dạ sơ sơ, để rồi đi làm công việc, rồi lúc nào thư thả ngồi enjoy. Thật ra chúng ta, đời sống của chúng ta mỗi ngày nó là như vậy. Không phải lúc nào mình cũng một mực đó mới gọi là tốt. Nhưng ngay cả tu, đâu phải ngày nào mình cũng tu rụt tu rã vậy mới kêu tu. Tu rụt tu rã vậy cái ngày mai hết sư quách cái nghỉ một tuần. Thật ra cái máy này nó không tốt. Tu xuống tu rã rượi vậy rồi ngày mai không còn chút sức nào để tu hết. Ma thế đa xà bà ra, bạch quán, quán tự tại. Quán là ánh sáng, tỏa ra được cái ánh sáng tự tại. Cho nên khi mà người ta biểu lộ tự tại á, người ta làm cái dáng là ngồi con chân lên, duỗi chân xuống. Thấy không? Thấy cái dáng ngồi Đức Quan Âm gì không? Nhớ là đại chúng khi nào thấy những cái tượng vậy là hộp hình thức tự tại hết á. Có một cái tượng ngày Địa Tạng cũng để kéo chân lên, thả chân xuống, cầm cái tích trượng về, đặt cho tượng đó là tự tại Địa Tạng. Tự tại là ngồi một cách thông dong, đến đi thông dong. You are free to come and go. Nhưng mà chữ thông dong này không có nghĩa là bất cần, thảnh thơi mà rất có chánh niệm. Cái đó là cái chỗ thực tập. Thảnh thơi mà có chánh niệm, enjoy nhưng mà không có quá đáng. Maha bạc ra bàn đà ra bà tất nể, đại phổ hiền, đại trí tuệ Bồ Tát. Nhớ là chữ Maha là lớn ha. Bạc ra bàn là phổ hiền, là tượng trưng cho Đức Phổ Hiền. Bồ Tát đại trí tức là Ngài Văn Thù. Ở trên là Quan Âm, hai câu, một câu dưới này là Phổ Hiền Văn Thù. Các vị Bồ Tát này có mặt cho nhau hết. Tại vì trong Bồ Tát Phổ Hiền phải có Bồ Tát Quan Âm, phải có Bồ Tát Trí Tuệ. Phổ Hiền là gì? Là action, là cái hành động, là việc làm. Mà nếu việc làm mà không có tuệ giác, không có lòng từ, thì việc làm này biết làm gì? Không có lòng từ thì làm không có tình thương.
không có trí tuệ thì không biết phải làm gì và nên làm gì. Cho nên trong Bồ Tát Quan Âm phải có Văn Thù, phải có Phổ Hiền. Trong Phổ Hiền phải có Quan Âm, phải có Văn Thù. Trong Văn Thù phải có Phổ Hiền, phải có Quan Âm. Đó là cái giáo lý tương tức trong giáo lý Hoa Nghiêm. Khi nào mình nói cái gì mà nói cái này nó liên quan đến cái kia nó liên quan đến cái nọ đó, phải không? Thì những trường hợp đó gọi là giáo lý tương duyên. Cũng giống như đầu kinh, đầu cái phẩm chú mình đọc vậy đó. Tùng Thế Tôn tùng nhục kế trung, giọng báo bảo quan, quan trung giọng xuất thiên diệp bảo liên, hữu quá Như Lai, trên đỉnh Đức Phật phóng ra. Một quá Phật, một hoa sen, trong hoa sen có quá Phật, trong quá Phật phóng hào quang, vân vân. Đó là tượng trưng cho trùng trùng những cái duyên nó nối kết với nhau. A-ri-ya, A-ri-ya là gì? Là thánh giả, a saint. A-ri-ya trong chú Đại Bi cũng có A-ri-ya nhiều lắm. A-ri-ya bà Lô Kiết Đế. Thì nhớ là khi nào mình thấy chữ A-ri-ya là thánh giả, là bậc thánh. Dara, nếu mà mình đã nói theo người Mật Tông Tây Tạng là Thara. Có không? Có thấy mấy chữ Thara không? Trong Mật Tông Tây Tạng hay xài, hay dùng chữ Thara. Thara là gì? Tức là độ mẫu, the blessing mother. Ở bên đó, bên Mật Tông, bên cái đây là, quý vị nhớ là đây là thuộc về Mật giáo. Thánh giả độ mẫu, đây là tượng trưng cho một Bồ Tát nữ, nữ Bồ Tát. Tỳ rỉ câu chi, tỳ rỉ câu chi là tỳ câu chi Quan Âm. Đức Quan Âm có nhiều cái hình tướng mà Ngài hiện ra. Tỳ câu chi Quan Âm là gì? Là Bồ Tát này có 4 cái tai, có 3 con mắt. Có khi dịch Bồ Tát này là Bồ Tát phẫn nộ, tại vì cái hình dáng của Bồ Tát này 4 tay 3 mắt và mặt không có được tươi, hiện cái tướng phẫn nộ. Tại sao? Như phẫn nộ mà có từ bi không? Có. Có nhiều khi giả bộ giận. Giả bộ giận để làm chi? Để giận cái người đó lại, không để cho họ làm việc xấu. Hay là họ đang nói cái gì quá đáng, rồi mình giả bộ mình nghiêm lại. Họ thấy mình hở quá, họ ngưng, họ không nói nữa. Thì cái mặt giận đó của mình là vì sao? Vì mình có những con mắt ở đây, và nhờ có những con mắt này cho nên mình biết được mình đang làm gì. Tại sao mình phải làm vậy? Tỳ câu chi là phẫn nộ Bồ Tát. Hình tướng của Bồ Tát này là 4 tay 3 mắt. Thỉnh thoảng mình sẽ thấy trong những cái mật tông hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Âm. Thể bà tỳ xà gia, thể bà tỳ xà gia là tối thắng tối lợi, absolutely benefit, absolutely tối thắng tối lợi, là cái này là nó rất là thù thắng và nó rất là mang lại cái lợi ích tốt đẹp. Bạc xà ra ma lễ để, bạc xà ra là nó âm từ cái chữ vajra, là kim cang. Kim cang này làm gì? Phá dẹp. Vajra, kim cang là diamond. Và diamond này có thể cut through everything. Người ta có thể cắt miếng kiếm bằng cái hộp xoàn đó. Người ta có thể cắt một miếng kiếm bằng diamond đó. Thì người tu mà có cái kim cang đó, mình mà không có kim cang tâm, không có kim cang trí là bị nhổ hết à. Cho nên mình làm gì cũng phải có kim cang hết á. Kim lòng kim cang, trí kim cang, ngôn ngữ cũng kim cang. Bạc xà ra ma lệ để là kim cang phá dẹp những cái gì nó cấu uế dơ bẩn. Tỳ xá rô đa, vang danh nổi tiếng. Very, cái này nó gọi là mỹ danh xưng, tức là đáng được ca ngợi. Mà nói tới thì rất nhiều cái đẹp để nói, gọi là tỳ xá rô đa. There are a lot of beautiful things to talk about. Bột đằng giống ca, cái chữ này là âm từ cái chữ Padma đó, cho nên đọc là liên hoa.
Bồ đề Dũng Ca là hoa sen, lotus. Bạc xà ra chế hát na a giá, lưỡi kim cang. Lưỡi kim cang tức là mình có cái lưỡi của mình thường thường cái lưỡi để nói chuyện. Người mà lưỡi ngắn phát âm không rõ, phải không? Mà thường thường cái lưỡi mà nó tốt, thường thường ta nói ở trong kinh hay dùng cái chữ cái lưỡi để nói lên những cái gì sự thật. Ví dụ như kinh Di Đà, các vị Phật này ở tại quốc độ của mình dùng tướng lưỡi rộng dài mà nói với các chúng sanh rằng các ngươi phải nên tin kinh này, phải không? Trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính chi pháp. Dùng cái tướng lưỡi rộng dài bao trùm, cho nên cái tướng lưỡi đó là tượng trưng cho người nói lời chân thật. Ví dụ như người Việt mình á, ai nói gì nó đâu le lưỡi liếm rồi. Le cái lưỡi liếm đi, mà nếu mà cái lưỡi mà đụng được cái chóp mũi là người này nói thật. Đó là một cái ví dụ. Thì ở đây á, mình là người tu tập, mình phải có một cái lưỡi kim cang, tức là nói ra điều gì dĩ nhiên là không phải lúc nào mình cũng hoàn hảo, đúng không? Nhưng mà mình đang là con người tu tập, và mình làm sao mình có được cái lưỡi của mình nó sạch trong như hoa sen và nó viên mãn, nó kiên cố như là kim cang, gọi là bạc xà ra chế hát na a giá. Trong bản tiếng Anh nó dịch là vajra thăng. Ta nó để nguyên cái chữ vajra là gì? Bởi vì khi nói chữ vajra là tự động mình biết đó là kim cang. Có khi dịch là diamond thăng. Không phải là cái lưỡi đó là cái lưỡi làm bằng kim cương, mà cái lưỡi này nói ra những lời chắc thật. Every single word you speak out that bring real things, that bring happiness. Nói lời chắc thật. Trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính. Trong kinh Di Đà nói vậy đó. Các vị ngồi tại chỗ mình mà lấy cái lưỡi rộng dài mà trùm khắp. Cho nên người Việt hay dùng cái từ muốn nói điều gì cũng phải uống lưỡi 7 lần. You turn your tongue 7 times before you talk. Nếu mà 7 lần, thật sự ra nếu mà 7 lần mà chưa có đủ thời gian để reflect, suy nghĩ, thì phải làm sao? Uống 70 lần cũng được. Mara chế bà bát ra chất đa. Mara là lớn phải không? Chế bà bát ra chất đa là cái vòng âm lạc, một cái necklace mà nó hơn tất cả, undefeated, bất khả chiến bại, không có cái gì có thể làm cái này nó tiêu mất được. Bạc xà ra thiện trì gọi là kim cang sử. Chữ sử là cái chày, là cái chày, cái gì mà mình cầm trên tay, là trên chánh điện mà cái cục ngắn ngắn vậy, đó là sử đó. Kình sơn trì sử, Vi Đà thiên tướng Bồ Tát hóa thân. Rồi gì nữa? Đọc cái bài tán hộ pháp coi. Vi Đà thiên tướng Bồ Tát hóa thân sao nữa? Ủng hộ Phật pháp thể hoàn thâm, bảo sử trấn ma quân. Cầm cái bảo sử đó để mà trấn nhiếp các thứ ma. Công đức không thể lường được, công đức nan luân. Bạc ra chỉ bạc, bạc xà ra thiện trì là kim cang sử, tỳ xá ra giá là quảng đại. Tiếng Anh nó dịch là wide, rộng lớn. Phiến đa ra bệ đề bà bổ thị đa. Phiến đa ra là tĩnh, silence. Cái chỗ mà vắng lặng thì cái chỗ đó không có nóng bức, phải không? Cho nên nghĩa ngược của chữ tịch tỉnh là gì? Là vô nhiệt. The opposite of silence is no heat. Thí dụ như có thể người ta nói vậy nè,
con đang sống ở một nơi vô nhiệt, là mình hiểu ta đang sống ở đâu, ở cái nơi tịch tỉnh. Thay vì ta dùng chữ tịch tỉnh thì ta nói con đang được sống ở nơi vô nhiệt. Nhớ kinh Bát Nhã Hành không? Trong Nhật Tụng Thiền Môn, vô nhiệt trì, ở trong cái ao không nóng bức. Kinh Bát Nhã Hành đọc cũng hiểu gì hết. Thầy nói đi bữa nào thầy sẽ giảng cái bài đó. Trú ở nơi vô nhiệt trì. Thì nhớ ha, vô nhiệt là opposite, là ngược nghĩa của chữ tịch tỉnh. Cho nên cái chữ mà phiến đa ra có hai cách dịch. Có khi dịch là tịch tỉnh, silence, calmness. Bằng dịch nghĩa nó là vô nhiệt, không có nóng bức. Bệ đề bà bổ thị đa là cúng dường, offering. Offering là cúng dường. Mình cúng cái gì? Cúng cái tịch tỉnh, cúng cái vô nhiệt. Ví dụ mình ăn cơm mình không nói chuyện, đó là cúng dường tịch tỉnh đó. Tại vì sao? Mình nói chuyện thì mình làm ồn, mình làm mất chánh niệm của người ta. Mình vô mình nghe pháp, mình không nói chuyện là mình cúng dường. Bây giờ thầy giảng pháp, thầy cúng pháp, đại chúng giữ im lặng nghe là mình cúng dường sự tĩnh lặng. Tắt cái điện thoại là mình cúng dường rồi đó. Đừng đi tới đi lui nếu không cần thiết là mình cúng dường rồi đó. Cho nên cúng dường sự tịch tỉnh là mình có thể làm được. Thí dụ buổi tối ngủ, đại mình ngủ chung với chúng, đừng làm ồn sau cái giờ chỉ tỉnh. Thí dụ như quy định 10 giờ chỉ tỉnh thì sau 10 giờ mình biết mình làm cái gì, sau 10 giờ là phi thời, không phải thời nữa, thì mình phải rất là nhẹ nhàng. Dù mình là đại sư tỷ, dù mình là đại sư huynh, mình là thầy trụ trì đi nữa thì cũng không nên, là vì mình phải tôn trọng cái giờ của chúng. Mà nếu mà mình không có làm được việc đó thì mình không phải là người biết cúng dường cái tịch tỉnh. Thì nếu mà mai mốt và lỡ chúng có làm sai mình nói không được. Cho nên á, bất cứ lúc nào mình cũng có thể cúng dường được cái sự tịch tỉnh đó. Thí dụ mình bước vô mình thấy người ta đang ngồi thiền, đừng nói chuyện, đi thật là nhẹ nhàng. Người ta đang ngồi thiền, thí dụ mình lỡ mình bước vô mình ngồi xuống đó mình không thấy quyển kinh, phải không? Đợi sau khi ngồi thiền xong đi, tới giờ tụng kinh thì mình hãy đi lấy quyển kinh. Mình thành có thói quen, bước vô ngồi cái không thấy quyển kinh, cái đứng dậy đi lại tủ mở lấy kinh, tưởng sao để xuống đó ngồi tiếp. Mình thấy mình làm cái chuyện gọi là nó không có logic không? Mà mình cứ bị miết thôi. Mình cứ bị miết thôi là tại sao? Mình sống với cái tập khí. We live with our habit. Thành ra là cái sự tu tập của mình đó, là mình làm sao mình thắng cho được cái đó, gọi là gì? Vô năng thắng, a great victor. Cái đó là cái thắng. Cái thắng trong Kinh Pháp Cú nói đó, cái đó là cái thắng tận cùng của mình. Thí dụ mình ngồi xuống mình nói chuyện thị phi, ai tốt, ai xấu, ai hay, ai dở, ai đúng, ai sai, đâu phải chuyện của mình. Chuyện đó xã hội người ta dư người nói, không phải chuyện của mình. Thắng cho được cái tánh thị phi đó, đại thắng. Trong Kinh Pháp Cú ha, thắng ngàn quân địch ở chiến trường không gọi là chiến công oanh liệt, it's not a great victor. Chỉ khi nào mình tự thắng được mình là chiến công oanh liệt nhất. When you able to victor yourself, to overcome your negatives, this is a great victor. Thí dụ như á, người ta chửi mình câu, mình chửi lại câu, chửi hai câu luôn, ta nghe xong ta sợ quá, ta nín. Thấy không? Đừng có tưởng. Nhưng mà mình nghĩ mình thắng, nhưng mà thiệt sự người kia mới là người thắng. Tại sao? Người ta thắng kịp cái giận của người ta. Thật ra mình, nếu mà mình lấy cái lực và cái quyền uy, cái giận tức của mình, cái hung tàn của mình mà mình thắng người khác á, chưa chắc. Mình lấy lòng từ bi á, mà mình thắng được cái kia đó mới gọi là cái đại thắng. Cho nên á, nếu mà mình nói là, nếu mà mình nói rằng á, tôi không có gì cúng,
Không có đâu. Mình có hằng hà sa số thứ để cúng. Cái quan trọng là mình có phát tâm quảng đại để cúng không? Quảng đại là gì? Tỳ xá ra, tỳ xá ra giá. Hồi nãy có một em nó có mang thai, phone lên: thầy ơi, con có thai, con nhắc em, con nhớ đọc kinh nha. Dạ có, con tụng kinh Diệt Sư, con tụng Địa Tạng. Mình sợ nó phải làm. Nếu mình con tụng sao mà tùy theo sức khỏe con. Bụng lớn quá ngồi cũng được, quỳ cũng được, ngồi. Ngồi lâu quá phải đứng, cứ đứng. Miễn sao mà con tu tập, con tụng kinh mà nó phù hợp với sức khỏe của con. Cho nên mình đại chúng nhớ là khi mình làm một cái việc gì dù rất nhỏ, nhưng mà mình phải nhìn lại cái lòng của mình, thì mình biết nó là tỳ xá ra giá, quảng đại. Phiến đa ra, phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa, cúng dường tịch tỉnh. Cúng dường tịch tỉnh còn có nghĩa là mình làm bằng tất cả tâm lượng của sự thanh tịnh. Ví dụ sáng nay mình thức sớm mà mình biết cái việc hương đăng này không phải của mình, nhưng mà mình thức sớm thì mình lên chánh điện, mình có thể giúp cho người bạn, người huynh đệ của mình thay đèn hay là làm hương đăng. Mình làm bằng tất cả cái sự thanh tịnh của mình, đó là cúng dường. Cúng dường tịch tỉnh đâu phải làm cho người huynh đệ đó đâu, cúng Phật. Cho nên bản thân này cũng vậy, lên chánh điện dơ thầy dọn, đâu thanh lãnh ai. Nhưng mình hỏi, bữa nay ai chịu trách nhiệm để làm chi? Vì mình thấy cái đó sai, mình muốn chỉ cho người đó làm cho đúng. Thế thôi. Tomaroba, sắc tướng của nguyệt quang, the form of the moonlight, ánh sáng của mặt trăng. Maha thế đa là lớn, là Maha là lớn, hay thế đa là bạch, là trắng, white. Ariya là thánh giả, Dara là cứu độ mẫu. Cho nên hai cái câu này phải đọc là đại Bồ Đại Thánh Giả Cứu Độ Mẫu. Mà white, tại vì bên mật tông á, người ta có green Tara, có white Tara. Hồi nãy mình đọc là gì? Ở trên là tỳ câu tri đó, đó là green Tara, còn ở đây là white Tara. Cho nên chữ Maha Thuế Đa là đại bạch, thánh giả cứu độ mẫu. Maha Bà Ra Bát Ra, chữ Maha là rộng lớn phải không? Bà Ra là lực, A Bát Ra là thế, có lực, có thế mà rộng lớn. Hai chữ nó khác nhau. Cái chữ lực á, là cái sức. Cái sức, thí dụ như mình nói tâm của mình, tâm của mình nó có cái lực của cái lòng của mình, gọi là gì? The power of your mind. Tâm lực. The power of your body, đó là sức lực. Còn cái thế là gì? Cái thế là cái hành động, something we can see, cái gì mình có thể thấy được. Thí dụ như người đó có quyền lắm á, và họ sẽ sử dụng cái quyền của họ cho mình thấy, gọi là quyền thế. They have the power, and they show, they prove to us that they do have a power. Cho nên chữ thế là cái thể hiện bên ngoài của cái action, của cái hành động. Đó, thí dụ như người đó có quyền đó, biểu lộ ra liền, thôi thôi đừng đụng vô người đó có quyền thế lắm. Và chính rồi họ làm rồi mạnh vậy, thôi thôi đừng có đụng người đó có thế lực lắm. Còn cái sức là nó nổi bên trong, ai cũng có cái sức đó, mà nó thể hiện ra cái thế. Thí dụ con người mình á, có lực không? Có không? Có, cho nên gọi là gì? Nhân lực. Nhân lực là lực lượng của con người. Ví dụ về chùa mình á, 10 người thì mình sẽ có nhân lực của 10 người. Mai mốt mình tuột xuống còn 8 người thì mình nhân lực của 8 người. Rồi bữa kia mình tăng lên 15 người là nhân lực của 15 người. Cho nên làm việc gì cũng thành công, tôi nói tôi không có nhân lực. Phải không? Còn con ngựa nó có lực của nó không? Con ngựa nó có lực của nó là gì? Mã lực.
trường đồ tri mã lực, đi đường dài mới biết sức của con ngựa. Trường đồ tri mã lực, cụ xứ thức nhân tâm, ở lâu mới biết lòng người. Đi xa mới biết sức của con ngựa. Con người nó cũng có lực của nó gọi là nhân lực, con ngựa nó có cái lực của nó là gì? Mã lực. Vậy thì Mahabhara là lực, Abhara là thế. Chữ thế này nó rộng nghĩa lắm. Thí dụ như chữ thời thế đó cũng nghĩa đó. Mahabhara Abhara, tức là mình thường có được những cái lực như vậy. Bạc xà ra thương yết ra chế bà. Bạc xà ra là Vajra, là kim cang, phải không? Thương yết ra chế bà là cái vòng, vòng kim cang. Tiếng Hán đọc là tỏa. Kim cang tỏa, có nghe chữ đó không? Kim cang tỏa, tỏa là cái vòng, vòng kim cang. Bạc xà ra câu ma rị là kim cang đồng nữ. Câu ma rị là đồng nữ. Ở trong kinh đó, hay dùng đồng nam đồng nữ là biểu tượng cho gì? Biểu tượng cho một người, nếu nói về cái hình tướng đó, là một người trẻ. Đồng nam là một người con trai trẻ, đồng nữ là một người con gái trẻ. Và biểu tượng cho gì? Sự tinh khiết. Ví dụ như ở trong kinh Bảo Tích đó, có một phẩm kinh tên là Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh. Người con gái trẻ tên là Đồng Nữ, và người con gái trẻ này đã đứng lên hỏi Đức Phật rất nhiều câu hỏi. Tại sao? Vì một người trẻ có nhiệt huyết và không có bị những cái kỳ thị. Cái tâm của người trẻ nó lớn lên, nó không có bị những cái tư tưởng khác xen vào. Cho nên nói cái điều gì, nó nói từ ở trong cái tâm của nó nhận biết như vậy. Young boy, young girl, Bạc xà ra câu ma rị, kim cang đồng nữ. Câu lam đà rị là trì chủng tánh. Nhớ không, hôm trước mình học cái chữ chủng tánh đó. Chữ chủng là cái hạt giống, là cái seed. Tánh là cái bản, cái nature. Mình có cái chủng tánh tốt, gọi là chủng tánh bồ đề. Ráng giữ cái đó, ráng giữ cái chủng tánh đó. Ví dụ mấy thầy trẻ mình đi tu từ nhỏ, tâm mình rất là thuần, không có bị, mình không phải thất tình. Mình không phải thất tình đi tu, mình không phải tại nghèo mà đi tu. Mình chỉ vì thích tu thôi. Thật ra giờ hỏi mình đi tu từ nhỏ tại vì gì, nếu mình nói trời ơi, tại tôi muốn cứu độ chúng sanh, này nó hơi quá, phải không? Tại con thích thôi, thích là mình tu thôi. Và vì mình thích tu cho nên mình tu hoài. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, vì thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Cho nên mình phải câu lam đà rị, là mình trì cái chủng tánh đó, giữ gìn cái chủng tánh đó. Keep that nature, keep that pure nature. Bạc xà ra hát tác đa giả. Bạc xà ra là kim cang, hát tác đa giả là gì? Là thủ, là cái bàn tay. Ở đây dịch là gì? Kim cang thủ. Kim cang thủ là, hỏi kim cang thủ là kim cang gì? Thí dụ nha, đây cũng là một thủ, kim cang thủ nè. Kim cang thủ nè, tất cả những cái ấn mà mình nói, mình bắt lên từ cái tâm địa của mình thanh tịnh đều thành kim cang thủ hết. Bàn tay kim cang, bàn tay cứng vững chắc. Mà mật giáo á, là lấy ấn làm biểu tượng, mudra. Và mình dịch cái chữ mudra là ấn, là cái siêu. Tại vì tại sao gọi là ấn? Tại vì đóng xuống là không xê dịch. Tâm sao thể hiện vậy. Cho nên ấn là biểu lộ của tâm. The mudra symbolize for your mind, your heart.
cái lòng mình sao là nó hiện lên cái ấn đó. Ví dụ ha, ví dụ mình tức quá đi, mày coi chừng tao nha, thì nó cũng hiểu cái bàn tay lên để cho người ta biết là mình đang tức. Còn bây giờ thí dụ mình thương người đó quá, thương quá à. Phải không? Nó cái ấn đó, tội nghiệp con quá à. Rồi bây giờ cái đứa nó làm biếng ăn, cái mình lời ăn đi con, giỏi ăn đi con, lấy cái tay. Thì cái ấn nó, cái tâm mình thương nó, phải không? Còn thí dụ mình tới mình tức cái người đó quá, mình ngắt nhéo nó cũng cái ấn đó. Sau đó mình nhéo nó xong cái rồi, nó để là một dấu ấn. Đức Di Đà cũng có cái ấn. Cho nên là mình qua bên Hàn Quốc á, Hàn Quốc ít khi nào Đức Di Đà kiểu này lắm nha. Đức Di Đà mà giơ tay về là Di Đà của Việt Nam. Cũng là một ấn của ngài Di Đà, hiểu ý không? Nhưng mà bên Hàn Quốc á, là Đức Di Đà là ấn này. Cho mình nhiều khi mình nhìn mình tưởng đâu là tượng Tỳ Lô Giá Na, nhưng mà đó là ấn của Đức Di Đà. Mấy người mà người ta trị bệnh á, lấy ngón tay cái đè lên ngón, ta để trên hai đầu gối, ta ngồi theo cái kiểu ngồi thiền á, xong ta để lên vậy. Này là gì biết không? Healing Mudra, ấn trị bệnh. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, hằng ngày chúng ta có sử dụng ấn không? Có không? Có chứ, nói chuyện nhau là dùng ấn hết gì nữa. Nhưng mà nếu chúng ta có từ bi, có trí tuệ, có kim cang, thì tất cả những cái ấn đó nó biểu tượng, nó nói lên. Đức Quan Âm bắt ấn, kiết tường ấn, ấn kiết tường nở trắng một bông hoa thế giới 3000. Này mình ngồi thiền mình để vậy nè, đây là hàng ma ấn. Hàng ma là gì? Temindamara. Ngồi xuống như vậy là tự nhiên tập trung tâm ý lại, rồi mình ngồi xếp bằng ngay ngắn, gọi là hàng ma tọa. Cho nên mỗi ngày các vị đều bắt ấn hết. Bạc xà ra hát tác đa gia. Thôi mình dừng đây đi, thứ ba tuần sau học tiếp. Cảm ơn đại chúng, hay chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền, vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn, vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô